Cả một ngày dài, toàn bộ áp lực của cả cơ thể dồn nén lên đôi chân, khiến bàn chân đau mỏi, căng cơ. Massage chân với nước nóng là phương pháp hiệu quả giúp xua tan mọi mệt mỏi, căng thẳng một cách hiệu quả. Bồn massage chân FS505 EU là sản phẩm mới của thương hiệu Homedics, được trang bị tới 4 con lăn massage và tính năng sưởi bong bóng nhẹ nhàng để làm dịu đôi chân mệt mỏi, giúp phục hồi tinh thần lẫn thể chất của bạn. Bạn có thể cảm giác thư giãn như được massage ngay tại các spa bởi Homedics FS505 EU có đầy đủ những gì mà bạn yêu cầu như massage 4 con lăn giúp các huyệt đạo dưới lòng bàn chân được tác động đáng kể, lưu thông khí huyết hiệu quả. Các bong bóng sủi bọt giúp đôi chân được thư giãn nhẹ nhàng. Hệ thống nhiệt độ lý tưởng từ 35 đến 48 độ C giúp massage hiệu quả trong những ngày giá rét. Đá tẩy tế bào chết kết hợp massage giúp đôi chân được làm sạch và massage hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể kết hợp ngâm chân cùng muối biển hoặc tinh dầu giúp khử mùi hôi chân. Massage thường xuyên với nước ấm giúp đẩy lùi và phòng ngừa các bệnh tật, mang đến tâm trạng thoải mái, sảng khoái để giúp bạn ngủ ngon hơn. Sau khi bật nút nguồn, máy sẽ tự động kích hoạt chức năng sủi bọt. Nếu không muốn sử dụng chức năng này, bạn ấn sủi bọt một lần nữa. Điều chỉnh nhiệt độ tùy chọn từ 35 đến 48 độ C với nút cài đặt nhiệt. Màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ được chọn. Để có được hiệu quả massage tốt nhất, bạn nên sử dụng nước ấm ngay từ ban đầu, ngồi ở ghế với tư thế thư giãn để tận hưởng. Các cơn đau mỏi sẽ dần được giải tỏa. Sau khi sử dụng xong, bạn cũng có thể dễ dàng vệ sinh bồn massage. Lưu ý không đổ nước qua bảng điều khiển để tránh gây chập mạch. Như vậy là Meta đã giới thiệu đến quý vị chiếc bồn massage chân Homedics FS505 EU. Quý vị có thể dễ dàng đặt mua sản phẩm này bằng cách để lại số điện thoại ở phần comment của video hoặc liên hệ với hotline tại Hà Nội là 024 3568 6969 hoặc tại đường Hồ Chí Minh 028 3833 6666 hoặc click link website meta.vn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!